Mời các bạn theo dõi trận chung kết giải thành công mở rộng 2019 lần thứ 3. Giải có trị giá tiền thưởng là 50 triệu đồng giải nhất và 20 triệu đồng giải nhì, giải ba là 10 triệu. Đây là trận đấu được mong chờ nhất, là trận chung kết thành công mở rộng 2019 lần 3 giữa hai vận động viên Ngô Thế Phương và Văn Tú. Bên kia là Hoàng Anh và Lâm, câu bộ Thành Công Hậu Khê. Văn Tú thì là một vận động viên trẻ của Sibu Hà Nội. Anh có lẽ là bây giờ là một trong những vận động viên trẻ đánh lưới hay nhất của Việt Nam bây giờ. Trẻ Văn Tú Ngô Thế Phương thì là một tay vợt lão làng trong cầu lông phong trào miền Bắc. Anh Ngô Thế Phương sinh ra lớn lên tại Thái Bình, bây giờ đang là giáo viên của trường thể dục thể thao Hà Nội. Đấy. Phương đang cầm giao cầu, hay quá. Điểm đấu số đầu tiên dành cho Lâm và Hoàng Anh. Hoàng Anh là một vận động viên của Vĩnh Phúc, các bạn cũng đã từng biết rồi. Lâm đang là sinh viên của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, sinh viên thôi nha anh em, đang đánh rất là khủng khiếp. Đánh lưới cực hay. Đầu tiên kể đến nó là Hoàng Anh. Hoàng Anh là một vận động viên của Vĩnh Phúc. Anh tham gia rất nhiều giải trẻ hay giải toàn quốc rồi. Anh là một vận động viên nhỏ nhưng cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn. Bên kia thì Văn Tú. Văn Tú đánh lưới rất là nhanh. Xong rồi. Đấy. Hai ba. Thank you.
Thank you.
Trận 2 bắt đầu. Hoàng Anh giao cầu 0-0.
Oh!
Trận mất trận đấu chung kết rồi, hiểu rồi. Rồi trận đấu chung kết rất hay anh ở đội trận 8-19. Anh Lâm đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.